Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi băng tần Việt Mỹ và sau đây là phần mở đầu điểm tin Hoa Kỳ, tin liên quan đến dân biểu Hoa Kỳ đối mặt cáo buộc quấy rối tình dục. Dân biểu John Conyers đã quyết định rời khỏi Ủy ban Tư pháp Hạ viện Hoa Kỳ trong khi các đồng nghiệp đang điều tra cáo buộc quấy rối tình dục đối với ông. The Reuters dẫn một tuyên bố gửi qua email của ông Conyers nói rằng sự hiện diện của ông trong ủy ban khi cuộc điều tra được tiến hành sẽ gây phân tâm cho các dân biểu khác, dù ông bác bỏ các cáo buộc. Ủy ban Đạo đức Hạ viện tuần trước cho biết đang điều tra các cáo buộc quấy rối tình dục đối với dân biểu thuộc phe Dân chủ từ tiểu bang Michigan. Theo Reuters, văn phòng của ông Conyers trước đó đã dùng tiền để giải quyết một vụ tố cáo quấy rối tình dục, nhưng dân biểu này không nhận tội. Các cáo buộc đối với dân biểu này được đưa ra trong khi Quốc hội Hoa Kỳ đang xem xét lại các chính sách xử lý các tố cáo về quấy rối tình dục sau một loạt các vụ việc xảy ra với các nhân vật nổi tiếng trong giới truyền thông, Hollywood cũng như trên chính trường. Trong một tuyên bố đưa ra sau email của ông Conyers, lãnh đạo phe Dân Chủ tại Hạ viện là bà Nancy Pelosi tuyên bố sẽ không dung thứ tình trạng quấy rối tình dục, thưa quý vị. Tin liên quan đến nhờ bão lớn, Home Depot bán được nhiều hàng hơn. Sau các cơn bão tàn phá Texas, Florida và Puerto Rico, công tác tái kiến thiết diễn ra trên phạm rộng lớn, đưa đến sự việc Home Depot bán được nhiều vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, số thương vụ cao không phản ánh sự thiệt hại do bão gây ra cho Home Depot. Theo hệ thống của cửa hàng chuyên bán vật dụng cải thiện nhà, cửa cho biết vào ngày thứ ba, họ đã ghi nhận một đợt tăng mạnh trong số lương thương vụ trong 8 ca nguyệt vừa qua. Và dự đoán mức tăng này sẽ tiếp tục cho đến hết năm nay, khi các nạn nhân hai trận bão Harvey và Irma xây dựng lại nhà cửa. Nhu cầu về vật liệu xây dựng, từ ván ép và máy phát điện cho tới dây điện và màn cửa sổ, đã dẫn một mức khoảng 282 triệu Mỹ Kim trong số lượng thương vụ liên quan đến những trận bão lớn tại các cửa hàng Home Depot mở cửa ít nhất được một năm. Số lượng thương vụ liên quan tới bão đã góp phần vào tổng số thương vụ là 25 tỷ Mỹ Kim trong 8 cá nguyệt thứ 3. Đây là một mức tăng 8,1% so với cùng thời kỳ trong năm ngoái và một mức tăng 7,7% tại các cửa hàng ở Hoa Kỳ, mở cửa được ít nhất 12 tháng. Đây là một cách thức đo lường chính yếu của ngành này, đưa sự thay đổi trong số lượng các cửa hàng ra khỏi phương trình. Nỗ lực phục hồi tiếp tục sau những trận bão đó, cùng với một nền kinh tế mạnh đang thúc đẩy người Hoa Kỳ chỉnh trang tu bổ hoặc mua nhà mới, đều giúp cho hệ thống cửa hàng chuyên bán đồ cải thiện nhà cửa này tăng mức dự báo tài chính của họ cho năm nay. Hiện giờ, công ty dự đoán số lượng thương vụ sẽ tăng khoảng 6,3% và lợi nhuận sẽ tăng chừng 14% lên tới 7,36 Mỹ Kim một cổ phiếu, thưa quý vị. Và 8 cá nguyệt thứ 3 thu về là 2,2 tỷ lợi nhuận ròng, tức là 1,84 Mỹ Kim trên mỗi cổ phiếu, tăng lên từ mức 2 tỷ Mỹ Kim, tức là 1,60 Mỹ Kim trên một cổ phiếu, trong cùng thời kỳ vào năm ngoái. Lợi nhuận cũng đánh bại những mức dự đoán của các phân tích gia S&P Global, 2 cent cao hơn, thưa quý vị. Tin liên quan đến cảnh sát Hoa Kỳ gốc Á bị kỳ thị và kiện sở cảnh sát San Gabriel. Một nhóm cảnh sát viên kỳ cựu người Hoa Kỳ gốc Á Châu thuộc sở cảnh sát San Gabriel dự định nộp đơn kiện sở của họ đầu tuần này cáo buộc những vụ sách nhiễu kỳ thị và trả thù trong sở cảnh sát này. Sở cảnh sát này có nhiệm vụ trong một thành phố nơi mà người gốc Á Châu chiếm đa số. Năm cảnh sát viên gốc Á gồm Alan Sam, Wei Gilbert Lee, Sunny Kim, Vi Văn và Nhật Huỳnh, mỗi người đã phục vụ từ 10 cho tới 14 năm. Một bản thông cáo báo chí từ Alexander Krakow and Click LLP
công ty luật ở Monica đại diện cho các cảnh sát viên, cho biết các viên chức sở cảnh sát thường dùng những từ ngữ kỳ thị chủng tộc, nhái giọng một cách chế nhạo và cố ý kiếm cách khinh thị những đặc điểm thể xác, thức ăn và những khuôn sáo liên quan đến những người gốc Á Châu. Đơn kiện nói rằng các cảnh sát viên khác, những người không có gốc gác Á Châu, thường phát âm tên lót của Lee là Gilbert thay vì Gilbert, phát âm tên của Sam là Alwin thay vì Alan. Gần như mỗi lần cảnh sát San Gabriel được gọi đến hiện trường một vụ tai nạn xe hơi, các nguyên đơn đều nghe những câu chế bọn họ là những người lái xe dở, theo đơn kiện nói. Sở cảnh sát này cũng ít khi thăng chức những cảnh sát viên người Mỹ gốc Á Châu hồi đủ điều kiện, theo lời cáo buộc của hãng luật này. Các nguyên đơn bị từ chối được huấn luyện và truyền giao kinh nghiệm mà cựu đại úy Andrew Borrello cũng cung cấp cho các cảnh sát viên khác dự thi thăng chức. Bản thông cáo báo chí nói, những người Mỹ gốc Á Châu không được đại diện đúng mức trong giới lãnh đạo của SGPD. Chỉ có một trung úy người Mỹ gốc Á Châu và một trung sĩ người Mỹ gốc Á Châu mà thôi. Trong 16 năm qua, chỉ có một cảnh sát viên người Mỹ gốc Á Châu thuộc SGPD được thăng cấp trung úy. Không một cảnh sát viên gốc Á Châu nào từng được chức cảnh sát trưởng hoặc đại úy. Các nguyên đơn nói rằng việc các quản đốc và các cảnh sát viên SGPD thường chê bai các cư dân San Gabriel gốc Á dựa trên những thành kiến. Đơn kiện nói rằng trong lối ứng xử của ban quản trị sở cảnh sát có thói dùng từ ngữ khi chủng tộc để nói một cách thoải mái về các người dân trong cộng đồng. Trong số gần 40.000 cư dân của thành phố có khoảng 60,7% là người Á Châu, theo dữ liệu từ Thống kê Dân số Hoa Kỳ vào năm 2010, thưa quý vị. Từ năm 2020, dân Cali cần passport hoặc thẻ Real ID để đi máy bay nội địa. Những người California thường đi chuyển nội địa bằng máy bay sẽ sớm có thể gặp trở ngại nếu không có một loại bằng lái xe hoặc thẻ căn cước mới được chính phủ liên bang chấp thuận. Từ nay đến ngày 1 tháng 10 năm 2020, California cần phải cấp bằng lái hoặc thẻ ID mới phù hợp yêu cầu liên bang theo đạo luật Real ID Act. Theo đạo luật này, mọi tiểu bang sẽ phải đáp ứng các tiêu chuẩn của Bộ Nội an nếu muốn bằng lái hoặc thẻ ID tiểu bang được chấp nhận cho các công việc liên bang như di chuyển bằng các chuyến bay nội địa, ghé thăm căn cứ quân sự hoặc đi vào các sở liên bang. Luật US Real ID được ban hành vào năm 2005 để giúp thẻ ID trở nên an toàn hơn, nhằm đề phòng các vụ khủng bố như vụ 911. Thời hạn hiệu lực ban đầu của đạo luật là năm 2008, nhưng sau đó được trì hoãn nhiều lần do các tiểu bang gặp khó khăn khi thực hiện. Cơ quan nha lộ vận DMV sẽ bắt đầu nhận đơn xin cấp bằng lái và thẻ ID theo tiêu chuẩn Real ID vào ngày 22 tháng 1 năm 2018. Loại thẻ Real ID không phải là yêu cầu bắt buộc và cũng không phải loại thẻ cần phải có khi lái xe, bỏ phiếu hoặc xin trợ cấp liên bang. Tuy nhiên, những người thường dùng các chuyến bay nội địa thường đi vào căn cứ quân sự hoặc đi vào một số cơ sở liên bang có thể sẽ cần loại thẻ Real ID mới này. Từ ngày 1 tháng 10 năm 2020, thẻ Real ID có thể sẽ được yêu cầu cho các mục đích liên bang. Riêng tại California, để chuẩn bị cho việc cấp thẻ Real ID, cơ quan DMV dự kiến sẽ thuê thêm 332 nhân viên mới tại các văn phòng trên toàn tiểu bang, bắt đầu từ ngày 22 tháng 1 năm 2018. Ngoài ra, khoảng 60 văn phòng DMV sẽ tăng thêm giờ làm việc vào thứ Bảy từ 8 giờ sáng tới 1 giờ trưa. Để xin thẻ Real ID, người dân California cần lấy hẹn với văn phòng DMV và cần các giấy tờ như bằng chứng xác định danh tính, số thẻ an sinh xã hội, giấy tờ chứng minh cư trú tại California và giấy tờ xác nhận đổi tên nếu có, thưa quý vị.
Tin liên quan đến hãng Apple xin bằng sáng chế cho màn hình dẻo bẻ gập. Cơ quan bản quyền và thương hiệu USPTO vào tuần trước công bố hồ sơ xin cấp bằng sáng chế liên quan đến màn hình có thể gập linh hoạt của Apple. Theo đó, hãng Apple dự định phát triển màn hình có thể mở và đóng như một cuốn sách, xếp lại theo trục ở trung tâm. Đây là bằng chứng cho các tin đồn về việc Apple sắp ra mắt iPhone với màn hình dẻo có thể xếp đôi. Trước đó, Apple từng được cho là hợp tác với LG để cùng nghiên cứu màn hình uốn dẻo. Bằng sáng chế lần này cho thấy hãng đã thực hiện việc nghiên cứu một mình mà không hợp tác với LG và Samsung. Giới quan sát cho rằng Apple có thể lo ngại việc phát triển màn hình dẻo cùng với Samsung sẽ làm lộ bí mật. Hãng điện tử Nam Hàn có thể áp dụng công nghệ này trước lên mẫu điện thoại Galaxy S sắp ra mắt. Tuy nhiên, cũng có nguồn tin cho rằng iPhone màn hình dẻo có thể mất nhiều năm để hoàn thiện. Thời gian có mặt trên thị trường có thể tới năm 2020 hoặc năm 2021. Các nhà sản xuất điện thoại thông minh đang tìm cách tăng diện tích màn hình nhưng không làm máy tăng kích thước. Các smartphone cao cấp hiện nay như iPhone S, Galaxy Note 8 đều sử dụng cách làm viền mỏng hơn nhưng đã sắp tới giới hạn. Nếu muốn màn hình lớn hơn nhưng vẫn nhỏ gọn, các hãng như Apple hay Samsung bắt buộc phải nghĩ đến màn hình gập hoặc uốn dẻo, thưa quý vị. Tin liên quan đến Bộ Quốc phòng chế cây có khả năng thu thập tin. Ngũ giác đài đang muốn phát triển mẫu cây trồng có thể nhận dạng các nguyên tố sinh hóa phóng xạ và giao tiếp với máy điện toán. Cơ quan nghiên cứu các dự án phòng thủ tiên tiến của Bộ Quốc phòng đang đặt mục tiêu phát triển cây trồng biến đổi gen có khả năng phát hiện và thu thập dữ liệu liên quan tới các mối đe dọa tiềm tàng. Chương trình nhằm mục đích kiểm soát và điều khiển hoạt động sinh lý của cây xanh, giúp chống phát hiện các yếu tố sinh học, hóa học, phóng xạ và các mối đe dọa hạt nhân và cả tín hiệu điện từ đại diện. DARPA cho biết, các loại cảnh biến cây xanh phát triển từ dự án công nghệ cây tiên tiến APT sẽ nhận diện các yếu tố kích thích nhất định trong môi trường, sau đó đưa ra dấu hiệu cảnh báo cơ thể, có thể xác định bằng thiết bị hiện nay. Các nhà nghiên cứu đang tìm loại cây phù hợp nhất với dự án này, thưa quý vị. Hồ sơ bán nhà tại Nam Cali giảm 7,3% và quận Cam giảm 5%. Thương vụ nhà đang trong thủ tục hồ sơ bán tại California đã giảm 4 tháng liên tục trong tháng 10 năm 2017, tới mức thấp nhất trong vòng 6 tháng. Theo phúc trình của Hội các nhà địa ốc California Association of Realtors cho biết, ngay cả với mùa mua nhà đang giảm, Hội CAR cho biết có mức tăng nhẹ những cú điện thoại tham khảo, những lượt đi xem nhà open house, các buổi hẹn đăng nhà rao bán, các buổi trình bày về nội địa ốc so với một năm trước. Hội CAR đưa ra bảng khảo sát Market Pulse Survey hàng tháng, thăm dò từ hơn 10.000 nhà địa ốc California để đo lường các dự kiện trong thị trường các thành phố, đối chiếu với các dự kiện tháng trước. Dựa vào các hợp đồng đã ký, thương vụ nhà trên toàn California đang trong thủ tục hồ sơ đã giảm trong tháng 10. Với chỉ số thương vụ nhà đang chờ hoàn tất thủ tục, đã giảm xuống 2,6% từ mức 119,1 điểm trong tháng 10 để còn 116 điểm trong tháng 10 năm 2017. Thương phụ nhà đang trong tiến trình thủ tục cũng giảm 3,3% so với tháng 9 năm 2017, khi chỉ số PSSI là 120 điểm. Như thế là sau các mức tăng thương vụ trong tháng 5, tháng 6 và tháng 9 năm 2017, tình hình hiếm nhà rao bán đã đẩy giá nhà lên cao và rồi làm thị trường chậm lại trong các tháng cuối năm, thưa quý vị.
Tính chung, thương vụ nhà trong thủ tục đã bán giảm 7,3% so với tháng 10/2016 tại toàn vùng Nam California và giảm khoảng 4,7% tại quận Los Angeles và giảm khoảng 4,9% tại quận Cam và giảm 14% tại quận Riverside và 11,4% tại quận San Diego và giảm 10,4% tại quận San Bernardino, thưa quý vị. Tiếp theo là bản tin liên quan tới nơi tốt nhất cho người về hưu là Pittsburgh, Boston và quận Cam. Các quận Los Angeles và quận Cam được xếp hạng trong các khu vực thành thị lớn đứng hàng thứ ba toàn quốc Hoa Kỳ là nơi tốt nhất cho người về hưu, trong khi khu vực thành thị hai quận Riverside và San Bernardino đứng hàng thấp nhất khi so sánh các phương diện thích ứng tốt nhất cho người về hưu. Nghiên cứu này đưa ra bởi Bankrate. Trang web này so sánh để xếp hạng 50 khu vực thành thị lớn để xem xét các năm về hưu của dân cao niên. Trong đó có 9 lĩnh vực chấm điểm, tổng kết lại là bảng điểm để đo sự thích nghi cho người về hưu. Bankrate chấm điểm khu vực Los Angeles và quận Cam là tốt về khí hậu thời tiết và sinh hoạt trong cộng đồng, tỷ lệ tội phạm hình sự thấp và điểm về phương tiện vận chuyển công cộng là dưới trung bình, trong khi gặp bất lợi là thuế cao và chi phí đời sống đắt đỏ. Khu vực Inland Empire bao gồm hai quận Riverside và San Bernardino, khí hậu thời tiết thuộc loại khá, tội phạm thấp, y tế dưới trung bình và cộng đồng ít người trên 65 tuổi, các sự kiện sinh hoạt trong cộng đồng ít, tệ hại về vận chuyển công cộng, lại bị thuế cao và chi phí đời sống rất đắt đỏ. Khi tính toàn quốc, khu vực Los Angeles và quận Cam đứng hàng thứ ba Hoa Kỳ sau Pittsburgh và Boston. Khu vực Inland Empire hàng thứ 50 đứng trước Memphis, Tennessee và Louisville. Thưa quý vị, tiếp theo là bản tin liên quan đến NASA. NASA điều tra tiếng nổ ở 64 điểm trên thế giới. Các nhà khoa học NASA đang tìm hiểu nguyên nhân người dân ở nhiều khu vực gồm Trung Đông, bờ Đông Hoa Kỳ, Anh Quốc và Úc Châu nghe thấy những tiếng nổ lớn. Trường hợp gần đây nhất xảy ra hồi đầu tuần do người dân tiểu bang Alabama, Hoa Kỳ thông báo. Cảnh sát địa phương cho biết họ nhận được tin báo về một âm thanh khả nghi giống tiếng nổ lớn vào khoảng 9 giờ tối ngày 15 tháng 11. Nhiều người mô tả âm thanh này giống như tiếng bình gas bị nổ, khiến nhiều ngôi nhà rung lắc và có vẻ xuất phát từ phía tây bắc thị trấn Lodgepole. Cảnh sát và các chuyên gia chưa rõ nguồn gốc của âm thanh bí ẩn này. Nguyên nhân được cho có thể là tiếng máy bay siêu thanh hoặc thiên thạch nổ giữa khí quyển. Nhà chức trách không phát hiện dấu hiệu khói hay đám cháy lớn nào trên radar và vệ tinh. Cơ quan nghiên cứu địa chất Hoa Kỳ USGS cũng không phát hiện động đất. Âm thanh tương tự cũng xuất hiện hôm 10 tháng 10 tại Cairns, Úc, khiến người dân hoang mang. Nhiều người đoán âm thanh này phát ra từ máy bay siêu thanh FA-18 Hornet đang bay. Hai tuần sau, khu vực bán đảo Earth, Nam Úc cũng nghe thấy tiếng nổ khi một thiên thạch lao xuống trái đất. Từ đầu năm đến nay, có tổng cộng 64 trường hợp ở các địa điểm khác nhau ghi nhận tiếng nổ. Nguồn gốc tiếng nổ vẫn chưa được xác định. Ông Bill Cook, chuyên gia tại NASA, cho rằng âm thanh có thể do thiên thạch, máy bay siêu thanh lớn hoặc một vụ nổ dưới mặt đất gây nên. Các nhà khoa học tại NASA sẽ tiếp tục phân tích những dữ liệu mới để tìm ra nguyên nhân tiếng nổ, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, vừa rồi là điểm tin Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ trở lại sau vài phút quảng cáo thương mại.